Chào tất cả anh em, mình là Tài Bắc Độ. Hôm nay mình sang bên Đông Anh, độ cái bô SC và cả cổ lối với bầu hơi Titan em nhé. Con bô này thì em nó làm từ trước rồi nhưng mà âm thanh của nó chát chúa quá, tại vì dòng đu này, dòng đu ke này thì là âm thanh của nó ra một máy ấy, nhưng mà nó là 200 phân khối ra rất chát luôn. Con này là còn lỗ ấm nhất, tại vì là con này là 200cc thôi. Nếu mà là dòng 250 hoặc là 390 thì thôi, lắp con SC này lỗ thì không chịu được luôn. Em nói ngày xưa lắp ấy chỉ là lắp cái cổ, lắp chỉ là cổ Titan nhưng mà không bầu hơi nhá. Hôm nay mình đã xử lý bầu hơi này em, bầu hơi Titan này chưa lên màu anh em ạ, chưa lên màu. Nhưng anh em cứ lưu ý rằng cái Titan thì mới hàn được với Titan thôi, còn Elox không thể hàn với Titan. Nếu mà muốn kiểu lối Titan với Elox thì làm hai cái đoạn lối ấy, adapter lối vào nhau ấy, chứ không phải là hàn chết vào nhau thì chắc chắn là Elox với Titan không ăn nhau anh em nhé. Có rất nhiều anh em vẫn để cổ zin nhưng mà mình vẫn làm Titan được, tại vì mình làm đoạn nối adapter đút vào nhau cho nó khít thôi, sau đó bắt đầu mình làm Titan ra. Đây em nhìn này, thêm cái bầu hơi vào cái chỗ đoạn này thì nó đỡ trống anh em nhé. Trước này cái con này là bầu hơi zin nó rất to mà làm cổ không thôi thì rất trống, đây lắp vào thì nhìn nó đỡ trống hơn. Đây em nhìn này, tổng thể cả bộ lên xe. Đó, trời đang nắng nên là không dám đứng ngoài, nắng lắm. Bây giờ em nghe thử tiếng bô nhá, nghe ở mưa rất nhiều luôn. Ta số cho em nhỉ, ta số anh với. Mà kêu được như này thì anh em biết là được gọi là quá ấm rồi đây anh em ạ. Vé SC thường thường nó rất chát luôn. Trước lúc mình quên mình không quay lại clip là lúc chưa lắp bầu hơi thì âm nó như thế nào, âm nó rất chát, nghe nó không có độ bass gì cả mà nghe nó hoàng đấy. Nghe âm thanh nó ấm hơn rất nhiều. Rất nhiều anh em mình đặt cho mình một câu hỏi là anh ơi sao 400cc 200cc mà nghe như Exciter 150 hoặc là nghe như 150cc. Thì thưa với anh em rằng nó không phải là do bô đâu anh ạ, mà là do động cơ. Hai máy nhưng mà động cơ của nó đổ vẫn chỉ hơn một máy một chút thôi. Và con này là một máy này em này, nên là âm thanh của nó không được quá như hú đâu, nó không hú luôn được anh em nhá. Đây em bảo do bô thì 400cc 200cc mà nghe chán thế này ông kia. Không phải đâu, thì bây giờ do số động cơ anh em muốn hú thì từ 3 máy trở lên, và nếu mà muốn hú mà hai máy ấy, chỉ có dòng Benelli thôi, chỉ có dòng Benelli hai máy nó mới hú thôi, còn tất cả các dòng như Kawa hay là Honda hay là dòng Duke này cũng thế, KTM này cũng thế này, tất cả nó chỉ như nhau hết thôi, và dòng Yamaha cũng như nhau hết, nó không hú được, hai máy không thể hú được đâu anh em ạ. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip của mình nhé.